Xin chào cả nhà, hôm nay rau muống của nhà Thương Thương nè, lên tốt quá trời rồi, cao ơi là cao luôn nè, lá bự khỏe. Hôm nay mình sẽ thu hoạch rau muống nè, rau quế cũng bự khỏe nè, quá chừng tốt luôn nè, đó, rồi rau thơm nữa, quá chừng tốt, mọc ở trong cái hồ cá này nó tốt lắm luôn á. Cái phân cá làm cho nó phát triển rất là khỏe, rất là mạnh. Rồi, được rồi, cái này đây. Có thêm rau răm nữa nè, rau tầng ô bên kia nữa. Rồi, các bạn cùng thu hoạch với Thương Thương nhé. Rau thơm thì mình cắt nó gần gần sát gốc một tí nè, để nó mọc ra được nhiều cây con nè. Đó, đó mọc, cắt sát sát gốc tí xíu nè. Ở nhà mình trồng á nên mình hái khi mà nó non non nè, ăn cho nó ngon. Chứ đừng để già quá nó không ngon. Còn khi mà thu hoạch rau răm á thì mình thu hoạch khác một chút nhé các bạn. Mình không có cắt sát cái gốc của nó mà mình cắt ở trên thôi, chắc cái trên ngọn thôi. Tại cái rau răm nó khác rau thơm, nó chỉ cắt cái ngọn nó sẽ ra thêm nhiều, còn mình cắt chùi lũi xuống luôn á là nó khó mọc lên lắm đó. Mình chỉ cắt trên cái ngọn thôi, mà giống như cắt một cái, cắt hai ba cái chừa một cái đó, để cho nó nương nó mọc lên lại đó. Cái này là ba chồng của mình chỉ mình đó. Mình thu hoạch kiểu này thì rau nó sẽ mọc lên lại tốt hơn và nó không có bị mất giống của mình. Rau thơm thì mình cắt sát gốc, còn rau răm thì mình cắt hai ba cái mình chừa lại một cái đọt, mà mình cắt cao á, chứ mình không có cắt sát gốc. Rau quế thì mình cũng cắt cao trên ngọn rồi đó, có cái thì cắt sát ở dưới cái các cây ngọn, thì mình càng cắt thì nó sẽ ra được nhiều nhánh cho mình hơn. Mình càng cắt thì nó ra càng được nhiều nhánh, giống như cái cây này nè, có một cây thôi mà nó ra quá chừng xum xê nè, mình cắt được biết bao nhiêu là ngọn luôn nè. Đó, một đây là một cây thôi nha, mà nó ra quá chừng tốt luôn nè. Đó, cái cây một cây mà nó mọc xum xê như cái bông vậy đó, mọc vậy nó mới đẹp. Mình cắt cái này thôi để chừa lại thì nó sẽ lên tiếp. Còn nhiều cái mình ăn không kịp á mà nó ra bông á, ví dụ như ra bông thế này nè, thì mình ngắt cái đọt đi. Nếu mình không có ăn kịp thì mình ngắt cái đọt, ngắt cái bông đi. Còn hôm nay mình ăn, mình cuốn bánh tráng với cá thì thành ra mình cắt luôn. Rau dấp cá này mình trồng ở trong nhà kính đó, trồng bằng thủy canh á, nó là cái lá bự khỏe luôn nè, rất là bự, rất là khỏe luôn. Nếu mình muốn trồng thêm lại thì mình cắt mấy cái này rồi mình lặt cái lá mình ăn đi, mình ghim xuống lại để mọc thêm cây cho mình nữa. Mà mình lựa cây này già già cứng cứng á, mình ghim xuống, tại cái mấy cây non non mềm mềm á nó khó sống lên hơn lắm. Nhà mình ai cũng ưa dấp cá đó. Trồng dấp cá nè, cây nó già nè, thì nên nếu mà muốn trồng thì mình lấy mấy cái thân này nè đó, mình chỉ việc lặt mấy cái lá ra thôi đó, mình lặt cái lá đi, cái ngọn đi, cái cành này nè, mình ghim xuống cái nước lại thì nó sẽ mọc lên dấp cá mới cho mình. Dấp cá thích mọc ở dưới bóng râm á, cho nên mình trồng nó dưới cái mấy cây rau muống này nè. Đó,
để cho nó che bớt cái nắng đi, tại thích mọc với bóng râm á đó. Đó cho nên ra rất là tốt, rất khỏe nè. Mấy cái cây này nó già, nó cứng ngắt à. Cái này mà dùng trồng lại thì tốt luôn. Mình lừa mấy cái nhánh mà khỏe cứng này nè, mình lật hết lá ra để mình trồng lại. Mình ngắt bỏ hết mấy cái bông đi. Rồi đây. Đây là cái nhánh nhóc cá mà già nè, mình lừa cái nhánh cứng khỏe. Mình đặt hết lá ra rồi mình chỉ việc ghim xuống cái này thôi. Đó, mình ghim xuống như này nè. Thì dưới này nó có nước, có phân cá trong này nè. Đó, mình chỉ việc ghim xuống vậy thôi. Mình lấy cái đất sét nung mình lắp lại được cho cái thấy được cái nước ở dưới đó. Rồi, thế là mình đã xong đó. Mình cứ chờ ngày nó mọc lên lá là mình ăn thôi. Đây là trái bầu hồ lô của mình nè. Trái bự lắm rồi nè. Hái vô được rồi. Quá. Đây, hôm nay mình cắt trái bầu lên luôn. Quá bự nè. Wow. Rồi, bây giờ mình thu hoạch rau muống luôn nè. Rau muống thì mình cũng thu hoạch sát gốc luôn nè, để cho nó mọc ra cái cây con mới đó. Đó, giống như cây này nè, mình cắt cái đầu tiên mình ăn đi thì mọc ra hai cây con nè. Cái này cũng vậy nè. Đó. Cái này tới cũng hai cây con nè. Đó, hai ba cây con luôn. Đó, mình mọc ở trong này nè. Một cây mình cắt ngang đi thì nó sẽ mọc ra nhiều cây con mới. Đó, nó ra giống như cây này nè, ra cũng khỏe bự luôn nè. Mình cắt sát cái gốc của nó nè để mọc ra nhiều cây con mới nè. Rất là khỏe, rất là non nè, cây dài khỏe lắm. Rất là đẹp luôn. Cây rất là chắc, rất là khỏe. Mấy cây này mình làm cây giống mình trồng lại thì rất là dễ luôn. Mình đã được một rổ rau muống đầy rồi nè. Đó. Rất là ngon, rất là non luôn. Mình thu hoạch xong cái luống rau muống bên kia rồi. Bây giờ mình thu hoạch cái luống rau muống bên này nè. Đây. Ở chỗ kia có rau tầng ô nữa kìa. Cái thằng ô này nó khỏe ghê luôn nè. Quá khỏe, quá bự luôn. Quá ngon. Được một thau rau muống bự tổ chảng luôn rồi. Bây giờ cùng mình đi hái cà chua nhé. Hôm nay chủ nhật á, mình rảnh rỗi thành ra mình đi thu hoạch tùm lum thứ trong nhà luôn. Bầu rồi, rau muống, rau giáp cá, rau quế, rau thơm, rau răm. Bây giờ đi ngang cây ớt nè, thấy dễ thương quá, quay lại cho các bạn xem nè. Bây giờ đi thu hoạch cà chua nữa, cà chua chín nhiều lắm. Mấy trái cà chua đen này nó còn nhỏ nè, chưa có chín nhá. Đó, cà chua đen ăn ngọt và ngon lắm. Đây, cà chua của mình đây, nhiều lắm luôn nè, đó, trái chín đầy luôn, tha hồ mà hái luôn nè. Con mình thích ăn cà chua lắm cho nên mình hái sẵn cho nó luôn nè. Lại tí mình đi qua mình hái dâu nữa, dâu cũng nhiều chín chứ chín nữa kìa. Đó, quá trời luôn. Cái chín quá nó bị rụng dưới đất luôn nè các bạn. Đó. Đâu bị mấy trái chín nè, chín quá nó bị rụng nè. Đó, hái bớt cho nó chín quá. Mình trồng ở nhà mình lừa trái thiệt là chín mình hái á, để cho nó ngọt á. Cái này nó nhiều trái chín quá mà.
gần đây một thau rồi nè. Đây, đây là dâu đây. Dâu là mình không hái nè, sơn ăn cho mình nè, đó. Mình không hái, sơn ăn hết trơn nè. Đây, dâu nó chín quá chừng nè. Sơn ăn hết của mình rồi. Đó, cái này dấu của sên nó bò nè, mình thấy cái trắng 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 á. Đây nữa. Hai trái này coi nè, trời, cuốn chiếu nó ăn đầy luôn nè. Đó, coi nè, cuốn chiếu ăn đầy trong này luôn, ghê quá. Ây da da, mấy cái dâu này bị cuốn chiếu nó ăn nè. Thôi mình đem mình tặng cho mấy con gà của mình nè, nó ăn đi. Nó dành nhau nó ăn nè. Wow, nghe cái mùi dâu nó ngọt, nó thơm quá. Ôi, cái này còn bị sơn ăn hết trơn rồi. Ăn hết nữa rồi. Ô, nó mổ trên tay của mình luôn. Rồi, mình hái vô chứ không có là sên ăn hết nè. Đây nữa nè. Rồi, để coi còn không. Đây là cái tháp trồng dâu của mình nè, đó, sum xê luôn, rậm rạp quá, mình phải tỉa bớt thôi. Có còn trái này nè. Rồi, được một rổ luôn rồi nè, một thau chứ. Đây, một thau đây, đã đời nè. Ngày cứu này là hái vô chân trứng được rồi nè, đó. Hái cỡ vậy nó non ăn mới đã nè, chứ nó mọc già cũng không ngon nè. Mình còn thêm một cái bếp cơ đình mình trồng cà chua nữa nè. Trái cũng nhiều lắm. Chín đầy luôn. Ở đây có cà chua đen chín rồi nè. Nè, mấy cái cà chua đen nó chín rồi nè. Mình không hái vô nó rụng hết luôn nè. Đó, cà chua cũng nhiều lắm nè. Tha hồ cho mình hái đây nè. Chua nó chín quá, nước trên cây luôn nè. Đó, trái này sẽ ngọt lắm nè. Rất là ngọt, rất là ngon. Được một thau cà chua với dâu nè, bự luôn nè. Vậy mà trên cây còn nhiều, chơi chín lắm nha. Đó, còn chơi chín rất là nhiều luôn nè. Đó, chơi chín nhiều lắm. Đây mình hái, sau này hái thêm thôi. Đây cà chua mình chín nè, ngọt nè, trái nó nứt luôn nè, đó, cái trái nó chín nó nứt cái này nè, trái và nín nứt cái này là ăn ngọt ngon lắm đó. Video này mà không có chia sẻ cách trồng cà chua, các bạn có thể xem những video cũ của mình đó, mình có cách trồng cà chua để ra được nhiều trái đó, các bạn xem giùm nhé. Rồi hôm nay mình đã thu hoạch được rất là nhiều đây, rau muống rồi bầu trái sao, bầu sao, bầu hồ lô, bầu... rồi đầy đủ các loại rau luôn, rau
rau răm, rau thơm, rau quế, rau chấm cá vào. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Thương Thương nhé. Chúc cả nhà một ngày Chủ nhật vui vẻ. Xin đừng quên bấm like, subscribe và share nữa để nhiều người xem được video nhé. Chào tạm biệt cả nhà.